Dạ, em chào mọi người. Hôm qua em đi bệnh khám bệnh ở bệnh viện Hòa Hảo. Em nghe nói bệnh viện Hòa Hảo á, là có nhiều bác sĩ có kinh nghiệm, trang thiết bị tối tân. Mình đến đấy khám là có thể biết bệnh được của mình. Nhưng mà ngặt một nỗi là rất nhiều người gặp cái tình trạng tới bệnh viện rồi mà không khám được bệnh đúng ở trong bệnh viện. Tiền vừa mất, lại bệnh thì lại không biết nữa, mất thời gian, mất tiền bạc, rất khổ mọi người ạ. Em hôm qua đi khám cũng trong tình trạng như vậy. Mình vừa xuống xe và gặp ngay mấy cái anh cò kéo ở trước cổng bệnh viện đó. Rồi anh ấy đưa vào một phòng khám bên ngoài. Anh ấy nói là đấy là cũng phòng khám, đó cũng thuộc phòng khám của bệnh viện. Mình tới đó để mình test Covid rồi người ta hướng dẫn mình đi làm. Nhưng mà tới đấy họ đâu có cho mình trả lời cái gì đâu. Họ hỏi tên, hỏi tuổi, họ cũng không cần biết là suy nghĩ của mình muốn cái gì nữa. Để họ làm một mạch á, là họ chỉ hỏi là mình cần khám gì, họ đưa mình đi khám và đóng tiền vậy đó. Không cần nói là bác sĩ gì hay như thế nào. Rất chi là thiệt thòi và khổ cho những bệnh nhân. Nếu giả dụ mà em xem được cái clip này trước á, thì chắc có lẽ là hôm qua em đã không mất một số tiền để vào các phòng khám tư nhân mà không ra bệnh. Rồi em mời mọi người nha, mời mọi người cùng xem để mình cùng cảnh giác. Nếu mình có đi khám bệnh ở bệnh viện Hòa Hảo hay mình đưa người thân đi bệnh viện Hòa Hảo thì mình nhớ dặn người thân là không có nghe lời những người cò kéo bên ngoài, mình cứ vào thẳng bệnh viện. Thực sự là em cũng rất tin người nhưng mà ở những chỗ này thì mình không thể tin được ạ. Tuy nhiên, thay vì dẫn vào bệnh viện, những người này lại dẫn chúng tôi vào một nhà thuốc để ghi danh, sau đó tiếp tục đưa sang một phòng khám khác để thực hiện các xét nghiệm. Có vị trí nằm ngoài khuôn viên bệnh viện, nhưng những nhân viên ở đây luôn khẳng định đây là phòng khám vệ tinh của bệnh viện. Có hàng chục bệnh nhân đang chờ tới lượt. Nhiều người tin rằng mình đang được khám tại phòng khám nhanh của bệnh viện Hòa Hảo. Dạ, đấy là những thông tin. Những thông tin mà kênh VTV24 cung cấp cho mình đó. Và thực tế là hôm qua em đã trải nghiệm.